Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã triệu tập một cuộc họp an ninh quốc gia bất thường nhằm xem xét các sự kiện liên quan đến vụ đánh bom tại giải marathon Boston ngày 15 tháng 4 vừa qua, cũng như thảo luận những việc cần làm để ngăn chặn tái diễn những vụ khủng bố tương tự. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, trong cuộc họp diễn ra 90 phút, Tổng thống Obama đã được các quan chức an ninh hàng đầu giới thiệu tóm tắt về quá trình bắt giữ nghi phạm thứ hai của vụ đánh bom tại Boston là Sanayev, quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố, cũng như những nỗ lực để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra, các quan chức an ninh cũng thảo luận việc tiến hành thẩm vấn và xét xử như thế nào đối với một đối tượng khủng bố là công dân Mỹ như Sanayev mà không tạo ra một tiền lệ dễ gây tranh cãi. Liên quan tới Sanayev, cảnh sát cho biết khi bị bắt tối ngày 19 tháng 4, tên này bị chảy nhiều máu ở cổ và chân do bị trúng đạn. Kẻ gây án này đang ở trong tình trạng sức khỏe rất yếu, nhưng các bác sĩ xác định không đến mức đe dọa tới tính mạng. Hiện nhóm điều tra đang chờ đợi để thẩm vấn Sanayev nhằm tìm hiểu rõ động cơ và cách thức gây án của những nghi can, cũng như khả năng có những kẻ trợ giúp đứng sau vụ này.